Nè hôm trước nè, hôm trước ghép xong rồi cái để cái con mèo lại làm gãy cái bo mất tiêu rồi. Giờ không biết mở ra làm lại được không? Thấy ghét thiệt quay. Nè bị gãy bà nữa, cái bên đây thì còn dính. Không biết làm lại thì nó sống không ta. Rồi cài làm lại đi. Làm lại thứ này nó. Ôi cái bo nó còn tươi luôn rồi. À. Ôi nó chảy nhựa luôn không? Vậy là chắc được rồi. Giờ phải cắt cái này mới được. Ồ, cắt sao trời. Căng gì? Ai. Gớt luôn. Không, mình cắt xéo vậy đi được rồi. Cắt xéo có cái chỗ rồi. Giờ dán vô. Không biết là thí dụ như mình chích keo vô cái chỗ này luôn á ta. Chích keo vô cái chỗ này luôn nè. Thì không biết nó có dính không ta. Gì nè, thí dụ như mình đẩy gì luôn không? Ồ nó chảy nhựa rồi, ướt luôn. Dán đi luôn. Không biết ha, để bữa nào làm thử. Rồi rồi rồi, tào lao luôn rồi. Tào lao rồi, tào lao rồi. Bị tào lao rồi. Đúng, đang khó cắt mà chơi cái này thì thôi luôn nè. Đây. Cái nhựa trong cái bo nó vẫn còn đó mà. Để ít lâu chứ mà nó vẫn còn. Đó, mình để vô như vậy nè. Đè mạnh xuống. Khô đi thằng nội. Khô 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 đi. Vậy thì không biết được không? Cứng. Ok. Cứ tạm thời vậy đi. Ừ. Đây nè. Thủ phạm nè. Ừ. Nè, nó đó. Ừ, nó nè. Bữa nào gì trơn á đi về là toàn là cái chậu ngã hết trơn. Rồi tao sửa chậu mày không, tao cũng tao dành cả cuộc đời để tao sửa cái chậu á. Hai con, tới hai con lận. Nó ra ngoài chỗ của mình nó chơi cút bắt. Bực mình thì. Đó, giờ chồng lại.
chùm lại tiếp. Mong em mạnh khỏe nha, thường đau yếu bệnh tật gì. Cái này mà nó thành công là một kỳ tích, một cây tích. Chó táp phải rồi, chó táp chung rồi, thiệt luôn mới ghê á.